nguồn cảm hứng tới các bạn trẻ khác. Xin chào cả nhà. Thì đầu tiên mình rất là cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Trò chuyện trực tuyến, đây là một trong những hoạt động của hộ chiếu xanh đi quanh thế giới. Có một cái ứng dụng điện thoại thì các em có thể tham gia những cái show của những người nổi tiếng. Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới đồng hành cùng các bạn trẻ trở thành những công dân toàn cầu với 77 tiêu chí. Thì em tâm đắc nhất với một điều mà bạn có thói quen đọc sách.